Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một cái cần quay cho con quay bằng Lego. Là một con quay, các bạn sẽ gắn vào một chữ cắt và gắn vào dấu X và cho con quay này quay. Đó. Đầu tiên các bạn sẽ lấy hai hình chữ nhật rộng hai nút và dài bốn nút này, và các bạn lấy tương tự như thế. Các bạn lắp xong, lắp hai hình trên nhau và hai hình ở dưới. Và các bạn sẽ lấy một hai hình tam giác, các bạn gắn thành một hình luôn như thế này. Và các bạn sẽ lấy một cái đế quay, các bạn lấy một cái bông hoa một nút như thế này. Các bạn sẽ lấy một cái hình vuông một nút và một cái hình vuông khoảng này. Tiếp theo các bạn sẽ lấy một hình tròn một nút như thế này, và các bạn gắn vào như này đó. Tiếp theo các bạn sẽ lấy hai hình như này gắn nối tiếp nhau, rồi các bạn sẽ lấy thêm hai cái này và các bạn gắn liền nhau. Tiếp theo các bạn sẽ lấy một hình một thanh hình chữ nhật một hai hình, và các bạn gắn vào như này. Tiếp theo các bạn sẽ lấy một hình hai cái đen và xanh gắn nút như thế này, các bạn gắn và phần còn lại các bạn cũng gắn hai nút như thế. Tiếp theo các bạn sẽ lấy hai hình hai nút, các bạn gắn cạnh nhau như thế này. Và các bạn sẽ lấy một hình tròn có dấu X ở giữa, các bạn gắn lên trên. Và các bạn chỉ cần lấy lắp ở phần trên thành một cái mặt phẳng như thế này. Đó. Vậy chúng ta đã xong con quay, bây giờ sẽ xem phần con quay. Đầu tiên các bạn sẽ lấy hai hình hai nút như thế này, các bạn sẽ lấy thêm hai cái hai nút và có một lỗ ở dưới này. Các bạn sẽ lấy một cái bánh răng và một cái hình dấu X như thế này dài, các bạn gắn với nhau này. Và các bạn sẽ lấy thêm một cái hình có lỗ X, các bạn gắn vào để cho nó giữ được như này. Các bạn sẽ lấy hai cái hai nút, các bạn gắn lên trên. Tiếp theo các bạn sẽ lấy hai nút, các bạn gắn vào. Các bạn sẽ lấy thêm một hình nhật, các bạn gắn. Và các bạn sẽ lấy một hình tròn dài, các bạn gắn vào. Trở lại một nút như thế này, và các bạn sẽ lấy một cái ba nút và hai cái một nút như này, và các bạn gắn ngược lại, và các bạn lấy thêm một cái ba nút, các bạn gắn ở dưới. Và chúng ta đó, vậy là chúng ta đã xong hết rồi. Các bạn sẽ cầm ở như này, và các bạn cho hình tam giác và các bạn gắn vào, và các bạn sẽ cần kéo ra và nó quay được. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned.
planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Các bạn nhớ ấn đăng ký và ủng hộ cho mình nha. Xin chào tất cả.